Tiếp theo đây em sẽ, đây là màn hình chính của máy. Theo đây em sẽ chọn kiểu chữ. Dạ, em mời cô chọn kiểu chữ. Dạ, rồi cô sẽ chọn chữ mà cô muốn theo. Chấm. Được chấm thì mình sẽ vào chỗ này. Chọn lại xong chữ HP. Ok. Dạ, rồi. Sau khi chọn xong thì mình sẽ bấm phép. Rồi, mình nếu mà ở trên này mình không có chỉnh sửa gì nữa thì tiếp tục mình sẽ bấm reset. Rồi, bây giờ mình có thể nhìn trực tiếp cái mẫu này trên cái nền tảng của mình. Làm bằng cách bật camera. Bây giờ mình muốn hỏi thăm một chút nha. Giả sử bây giờ cái chữ này mình muốn theo viền thôi, mình muốn theo đặng thì mình có thể chọn cái gì đó. Hoặc là ở đây mình có rất là nhiều tính năng á, thì bạn có thể nói một chút về các cái tính năng ở trên cái ô này. Tính năng đối với tính năng ở trên cái ô này thì đầu tiên là rotate, có nghĩa là xoay chuyển, xoay bao nhiêu độ. Ví dụ ở đây xoay 90, xoay 10 độ, xoay 1 độ bằng 0.1 luôn, xoay rất là nhỏ. Rồi tiếp theo, ví dụ như đến cái tính năng thứ hai là mình có thể thêu trên một cái miếng vải, giống như nó có thể chạy chức năng là may trên cái miếng vải đó, trên cái khung, và thêu trực tiếp trên cái miếng vải đó. Rồi cái tính năng thứ ba có nghĩa là thêu nối mẫu, là có cái thang ở đây, là khi mà mình thêu hết một mẫu mà mình muốn thêu nối tiếp cái mẫu đó thì mình sẽ dùng chức năng này, và tới đó khi nào mà máy theo xong thì nó sẽ hỏi mình là mình muốn theo tiếp hay không. Thì nếu mà theo tiếp thì mình sẽ lắp vải và theo lại, rồi không muốn theo thì tắt đi. Rồi cái chức năng thứ tư, cái bàn tay, là ví dụ như mình muốn theo tới cái màu nào mà mình muốn dừng lại, thì tại vì ở đây nó chỉ có một màu thôi, nếu mà mình có 2-3 màu ở dưới này, mình muốn dừng lại màu nào thì mình bấm vào cái bàn tay thì máy nó sẽ không có theo cái màu đó, và theo tới màu đó thì nó sẽ dừng lại. Dạ, thì đấy là một số cái chức năng cơ bản của máy. Rồi cái chức năng con dấu này có nghĩa là mình có thể theo sticker, là ví dụ như mình có một cái nhãn sticker thì con dấu này dán vào cái chỗ nào trên khung thì là cái máy nó sẽ nhận biết được, chỉ cần bấm vào đây và nó sẽ đi tìm đúng cái điểm sticker đó, nó theo ở trên cái điểm mình đã. Thì mình không cần phải mất thời gian và cách định vị mẫu như thế nào, nó rất là dễ dàng cho cách sử dụng cho bên sinh viên hoặc là cho những người làm sử dụng máy. Rồi tiếp theo cái chức năng camera, thì như em có nói mình có thể bật chức năng camera lên, bật lên đây là máy nó có thể clip trực tiếp cho mình coi trực tiếp cái nền tảng rồi. Đây đang đi quét xung quanh cái khu vực này đây. Có thể đưa tay ra như vậy là mình sẽ nhìn trực tiếp ở trên màn hình này. Đúng rồi, đây là cái nền vải của mình. Rồi ví dụ như nếu mà mình có thể sử dụng một cái chức năng nữa là đưa, khi mà mình đưa cái tay vào mình cũng có thể nhìn thấy cái tay của mình. Thì cái chức năng này là clip nè. Rồi cái chức năng mà camera kia là quét cái khung. Là nó có ba cái chức năng để định vị mẫu. Thứ nhất là định vị bằng sticker, thứ hai là định vị bằng camera, thứ ba là định vị bằng clip camera và clip trực tiếp cho mình coi. Rồi mình có thể di chuyển cái mẫu đó tới cái địa điểm mà mình chấm cái mình muốn theo ấy ạ. Đường viền là sao nhỉ? Dạ, nếu mà theo đường viền, tại vì ở trên máy này nó là mặc định một số cái phông là theo dày đặc, còn ở cũng có một số phông là nó định vị theo đường viền thôi. Dạ, nếu mà theo đường viền thì mình phải trở về mình chọn cái phông theo đường viền. Dạ. Nếu bây giờ cô có muốn theo cái mẫu này không? Mình thử theo đường viền đi. Dạ. Dạ. Đặc thì nó hơi lâu đúng không? Hơi lâu và nó không dựng. Dạ. Thì em sẽ trở về. Rồi theo đường viền vào đây. Ở đây mình thấy rất nhiều. Dạ. Ở bên ngoài này á, nếu mà theo hoa văn á thì mình sẽ chọn vào trong này. Trong này sẽ có một số cái button nhỏ hơn. À, tức là đã có mẫu sẵn. Dạ, rồi. Mẫu sẵn ở trong này. Trong cái kho dữ liệu. Đúng rồi. Trong máy. Dạ. Đúng rồi. Từ đơn giản cho tới phức tạp, rất là nhiều mẫu ở bên trong này. Các cái mẫu này thì mình có thể đao từ
ngoài vô trong ở trên thực ra ở trên mạng có rất nhiều trang web mà cho mọi người free thì tao về cắm trực tiếp vào trong này thì cả máy thì nhận diện được. Còn ngoài ra nếu mà mấy bạn thiết kế thì bên Rodder có một cái phần mềm chuyên về chuyên nghiệp dạng thì khi mà mình đưa những cái hình ảnh vào đó nếu mà hình ảnh chất lượng thì mình có thể cầm vào trực tiếp thành tem. Còn nếu mà hình ảnh mình hơi mở thì bắt buộc ở đây có cổng USB vậy là có thể đóng cái thẻ vào đó để mà đưa dữ liệu trong máy theo đúng không? Bên hông này có cái cổng USB, đầu tiên là cổng USB, thứ hai là cũng cổng kết nối USB, vâng. Thứ ba là cái cổng mà kết nối giữa máy theo và máy tính, vâng. Là cái máy nó sẽ có cái sợi dây kết nối lại với nhau, mình chỉ cần chuyển qua bên cái cổng đó thì nó sẽ trực tiếp lên máy theo. Ở trên máy thì có hơn 1.000 mẫu theo là từ số, từ hoa văn và những đường trang trí rất là nhiều mẫu khác nhau. Phông theo chữ thì có khoảng 36 phông, cũng rất là đa dạng. Dạ. Thì em sẽ chắc là bạn cứ chọn lẽ ha. Chọn dùng một cái phông nào mà nó theo nét của mình. Dạ, theo nét thì khi mà mình nhìn ở trên phông này, những cái phông mà màu đen như thế này dày đặc hoặc là rất là theo đặc. Còn theo nét thì mình chỉ vào những cái phông này thôi. Đó, thì nó sẽ theo nét. Rồi mời cô chịu nhận. Dạ rồi em sẽ mình có chọn được cái độ dày của nét không? Ở trên này thì người ta đã trên máy thì thường là những cái mẫu mà người ta đã xếp cái nét bao nhiêu đường chỉnh rồi. Còn nếu mà độ dày, độ thưa hoặc là như thế nào á thì mình bắt buộc phải làm trên phần mềm cho nó. Thì trên này đã mặc định như thế nên là mình chỉ chọn kích thước thôi. Ví dụ như mình ở trên này mình có thể chọn lại size của cái mẫu này. Mình chọn là size. Thì hiện tại nó đang ở size L. Dạ, cô có thể chọn lại size M. Dạ, nó sẽ nhọn lại. Dạ, đúng rồi. Tương ứng nó là ở trên này nó có thể hiện cái kích thước của size luôn. Dạ, ví dụ như mình đang chọn size M thì để size M mình theo. Dạ. Thường thì okay. Như size S thì nếu với cái chữ này thì nó sẽ thêu xong bao lâu là xong? Chưa tới 1 phút. À, dạ. Mình gói thẳng size M. Size M thì nó khoảng hơn một xíu nhưng mà mặc định của nó để thấp nhất của nó là 1 phút. Nhưng mà nó thêu chưa tới 1 phút. Ở trên này thì mình có thể xoay mẫu của density. Thì trên này mình không biết được mình tăng cái density lên được bao nhiêu. Density là chức năng gì? Density là độ dày của cái mẫu đó. Là ví dụ như mình phóng to lên, ví dụ như mình ở trong cái phần mềm trong phần size này mình muốn phóng to lên và mình không theo cái quy chuẩn của size L, size M, size S đó. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, mình phải tăng cái density lên để cho cái độ dày của mũi nó không có bị ảnh hưởng. Rồi tiếp theo mình có thể chọn màu chỉ, dạ. Ví dụ như màu đó đang ở màu đen rồi mình ở trên này, chắc là do mình chọn màu đỏ đi. Màu đỏ là số 10. Cái màu logo của Đại học Kiến trúc. Đây, mình sẽ chọn màu đỏ. Dạ vâng. Dạ rồi, mình bấm OK. Rồi, tiếp theo mình sẽ edit hand. Rồi, đến cái bước tiếp theo nữa là cái bước theo. Vâng. Thì bước này nó đang nhận diện màu đỏ là số 9. Tại vì cái mẫu này thì máy nó sẽ tự nhận diện cái màu. Nhưng mà nhiều khi ở trên này mình để linh tinh, để không cùng của nó thì nó sẽ không hiểu được. Thì mình bắt buộc mình phải chọn màu lại. Vào cái công cụ này mình sẽ chọn lại màu đỏ, bấm số 10. Tức là hiện tại giờ là cái lớp chỉ nó đang để ở cái cột số 10. Dạ đúng rồi, cột chỉ của mình là màu đỏ mình để số 10. Vâng. Nhưng mà máy nó lại nhận diện là số 9. Nếu mà cô để đúng cái cột chỉ của nó thì nó theo đúng. Được. Nên mình để sai thì máy nó cũng không biết là mình để được. Vâng. Dạ. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm lớp của mình. Và như vậy là nó bắt đầu theo những cái tính năng và cái chế độ mà mình đã set up trên máy. Dạ đúng rồi. Thank you.
vậy là cái chất liệu, cái độ dày, chất liệu tối đa mà thiết bị máy này có